Chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Vũ Vlog. Mọi người thấy kênh của bố con hay, hãy like, subscribe và một đăng ký kênh cho bố con nhé. Mong mọi người ủng hộ vợ chồng mình nhá, để lấy động lực để ra những video tiếp theo để phục vụ mọi người, mang đến tiếng cười cho mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người nhớ là qua kênh YouTube Vũ Vlog ủng hộ vợ chồng em nhá. Thank you mọi người. Chào mọi người. Chết rồi. Đứa vậy con lì lì thế này. Quay nha. Tôi là một cao thủ. Ôi giời, chẳng trên đầu nó. Cao thủ chỗ này vẫn lá. Bắt đầu rồi. Chào em, cô gái Nam Hồng. Ôi giời. Nào này. Cái này có thằng lọng con này chưa không? Ôi giời, chẳng trên đầu nó rồi. Anh em nhìn kỹ vào này nhé. Ôi đùa đâu. Mà thằng này nó đứng nhìn nó đỡ không chạy. Anh để em tổ phát. Để em tổ phát. Từ anh bắn nước cái này. Ôi ôi, ngày xưa mình là một cao thủ thế mà sao. Chết rồi. Từ rồi. Sau một thời gian anh đã tung ra mười mấy phát bắn thì con 19 phát bắn nhá. Chết rồi đấy. Anh em nhá. 19 pha bắn nã của mình. Đâu rồi? Đâu? Con thằng này nó rất khinh thường anh, cảm đầu lên giờ nữa. Đấy. Ra đây, vô đây kìa. Ui giời. Tên đầu. Mình phải nói đưa thằng này cho nào. Mà mày quay nghe. Đưa cái ná đây. Xin chào anh em. Mình hôm nay đi săn thần nàn. Mình cũng là một cao thủ bắn ná trong vòng bắn kính khoảng tầm cứ khoảng 6 cây 60 mét. Và mình bắn 16 phát đạn mới được một con này. Nên phải nói là để luyện thành công ná thủ là anh em cần cực kỳ thời gian, nó lâu chứ không phải là một sớm một chiều mà thành công rồi anh em ạ. Đang mùa dịch nên mà mình đi săn thần hàn về để ăn thịt. Anh em hôm nay cùng đi săn cùng mình nhá. Đấy. Thần hàn này để làm gì? Và để về để dán. Quá tuyệt vời cho đội ông mặt trời. Đấy, và sau đây là mình xin phép được cất nó vào đây. Ôi, em ơi đừng bắn chim em ơi. Chim nó có cặp có đôi em ơi. Chim để cho nó sống, mình chỉ đi săn thần ăn. Chết rồi. Đâu à? Chết rồi. Đúng không? Chết rồi thì nhặt thôi. Đấy. Trước 16 người phát thì bây giờ chỉ có phát. Đấy cái đuôi đây em. Cẩn thận cái đuôi. Ôi đi luôn. À giơ lên xem nào. Ấy. Hai con này anh em nha, tối nay thì tha hồ rồi, cái loại này thêm mấy quả trứng nữa thì chấm hết. Ui, cái đó đưa tao mình đã. Mày bắn nó gì cho nó đấy. Chết. Đánh quậy. Đấy anh em, phát này chỉ cần phát thứ hai thôi. Ui, đẳng cấp không? Ui, bắt đầu tiên cột đuôi. À không phải, đuôi này cột. Cao thủ nó phải như thế anh em ạ. Đấy. Ui. Anh em thấy là hết lưỡi rồi. Không phải đùa đâu. Đấy, cho vào cái đứt đuôi rồi. Đuôi nó hơi ngon đấy. Ui. Đẳng cấp anh em ạ. Đấy, đi bắn là nó phải rất là đẳng cấp lên như thế. Kỹ thuật lâu năm mới được như thế đấy anh em ạ. Chuột rồi, đứng đi.
chắc cho nó không? Chán không? Sống với một con rồi anh em ạ. Tiếc quá. Nhìn thấy không? Dòng chút. Nói đi, nói nhẹ. Chết rồi. Chưa. Chết hả? Chưa chết. Nhìn thấy không? Không nhìn thấy nó. Chết rồi chứ. Chưa. Đấy, chết. Chết đầu sao? Chết rồi. Đây. Chết chưa? Nặng biệt quá. Bắt đầu luôn nào đi lên đây. Quay chứ. Đấy. 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 Năm con rồi. Ở đây vẫn nhiều lắm. Anh định làm gì tôi? Có người định làm gì tôi? Có người định làm gì tôi? Có người định làm gì tôi? Anh làm gì tôi? Tao có làm gì đâu. Tại sao anh không làm gì tôi? Chết rồi. Bên đây, bên đây. Chết. Ui. Nhát. Cầm đầu đó, cầm đầu đó. Đừng cầm gươi nhá. Ơi. Bắt lấy Tuấn. Bắt vào đầu à? Túm mà nó không cắn đâu. Có cái thằng á. Đâu rồi? Đừng túm đuôi đứt. Ơi. Thằng Lan. Dễ tạo. Tao cũng đã thủ nó phải thế. Bi, anh bắn thằng Bi. Kia thì có viên Bi. Đưa anh viên đá ra xem. Mình cũng là một cầu thủ bắn đá trong vòng bán kính khoảng tầm cứ khoảng 6 cây 60 mét. Và tối nay đưa anh hòn đá, mấy hòn đá này méo á. Đây. Sượt lưng rồi đấy. Đây. Bỏ lại chỗ này buộc. Tuấn đứng đấy nhá, không bị mất dấu. Mình gắn cái này lên ra một cái phòng dưới. Chú sát người lắm nha. Con lên không? Đây. Sát người lắm. Nhìn thấy không? Đây. Ở ngoài á. Kìa đây kìa. Bỏ lên rồi, bỏ lên rồi. Nhanh. Chết. Mày. Úi này, chết đâu. Đâu quá. Đây đi. Nhìn thấy chưa? Kìa. Ôi, lé nữa nhỉ. Thành quả. Quay thành quả cái. Con vẫn ngóc đầu này, tha hồ. Ôi giời, cái loại này không. Một bữa này, chấm hết. Tay cơ từ. Bắn luôn. Tôi gần đầu bắn con 16, 17 phát của súng. Tay súng cứ khôi. Ná thủ nó phải thế anh em ạ. Phát được 11 phát của chúng. 11, 12, 13. Có nghĩa là bắn toàn sờ có đầu nó mà vẫn. Đây là bắn chết đôi ấy em xem. Chết đôi gì? Ơi nương à. Ôi trời. Đấy được chưa cháu ạ? Chết không? Nó nhảy xuống rồi. Chết vì bắn ở trúng chỗ nó.
Đây, chưa chết đâu, bắt được, chưa 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 ch
khả năng là quá thừa anh ạ. Quá tuyệt vời. Đi trong khe ạ. Chết. Nhanh. Túm. Đâu á? Rồi, ôi Tuấn ơi, đâu rồi? Đây anh nhìn vô, đứng đi. Chết. Bỏ cái này đi là được. Bỏ này là lấy được. Đó. Đi của anh nhặt củi đó là cái quần đây nhưng mà nó lẩn xa quá giờ nó. Ôi chưa chết à? Chết rồi. Tóm giữa người nó có cắn được đâu mà. Mày tóm đuôi đấy là hay mất thằn lằn lắm ấy. Ui. Là em nữa. Cây dừa đúng không? Cầm chéo này dễ chết lắm này. Ui, nó lì thế nhỉ. Ná thủ nó lì thế nhỉ. Bình tĩnh. Chết. Ôi, nó lì cho đến chết. Mình giống ngắm rồi. Đây. Kia. Ôi, đủ ăn rồi. Ai đồ ngốc. Đấy, anh em mình đủ ăn rồi anh em ạ. Được khoảng chục con rồi, về để mình làm thịt xong rồi tối làm món gì để mình quay cho anh em xem nhá. Nói chung là thằn lằn là nó thuộc loại đặc sản đấy. Cái loại rắn ngon gấp 4, gấp 5 lần rắn chứ đừng có nói rắn là cái gì đâu. Thế là thời tránh dịch. Mình hôm nay sau 16 năm đã quay lại với Lá Thủ. Và chính thức... Hả? Chính thức là mình đã sát nhập vào trong thành viên của đội Lá Thủ Việt Nam. Mình là thành viên đứng thứ khoảng 1999 hoặc 1900-2000 gì đấy. 1999 hoặc 1900-2000 gì đấy. Lá Thủ mình ngày xưa bắn kinh lắm. 100 phát mình bắn trúng cả 100, như bây giờ 100 phát bắn trúng không phát nào, nhưng mà thôi được, không sao. Mình sẽ quay thịt đoạn mình sẽ quay chế biến món ăn cho anh em xem nhá. Còn thịt thì chắc là nó vướng cái vấn đề cộng đồng nên là không quay thịt cho anh em được. Thôi tạm thời chào anh em nhá. Đây anh em nhá. Đây là thành quả của mình nhá. 11 em thần ăn. Đấy. Lột mình bóc hết rồi. Sạch sẽ rồi. Ý đó là cho lên thớt để cải thiện cải thiện bữa ăn mùa Covid à? Ý đó là mời anh em nhá. Đây thân ăn của mình đây anh em, rắn muối đây, được ít quá đâm ra là chỉ rán được đĩa này thôi, được có 10 con nên chỉ rán được đĩa này thôi. Mời anh em nhá. Ngon không? Mời cả nhà nhé.